Vị Vũ Thị Mến ở Gia Lai có hỏi như sau: cốt tủy sự văn minh của con người xuất phát từ đâu? Tất cả mình ở đây nè, bây giờ mình chết hết đi. Ông mấy ông kỹ sư, bác sĩ, rồi dược sĩ gì nó chết mẹ hết rồi. Những cái hiểu đó nó nằm trở về không gian. Rồi khi mà đúng một chu kỳ trở lại đó, thì con người mà nó văn minh, nó bắt được cái nền văn minh không gian này, nó lèm xuống. Ví dụ anh ở đây, anh làm cái, anh hành cái nghề bác sĩ đi. Có một ngày đó anh nằm, anh tưởng anh nhớ cái đó đó. Anh lấy từ cái công thức đó đó, tự nhiên anh biết. Anh ra, anh tự nhiên anh thức dậy, anh chế ra cái công thức thuốc ra đúng đàng hoàng. Nhưng mà người ta không có hiểu tại sao mà người ta hiểu, ta tưởng là tôi phát minh chứ sự thật. Nó lấy từ không gian nhập vô. Thấy không? Nó lấy từ văn minh không gian nhập vô mình mới biết được. Vì thế mà ông Phật nói là tất cả khi con người ta chết rồi thì những cái mà phát minh hiện giờ nó đưa trở, chết hết thì nó trả về nền văn minh không gian. Giống như công thức điện nè, nếu mà thời kỳ đồ đá làm sao biết, đồ đồng làm sao biết, mà phải cuối đồ đồng ta mới phát ra cái điện. Thấy không? Phát điện đây là gì? Nó lấy từ nền văn minh không gian xuống vậy thôi. Vì thế mà nó lấy được cái công thức này, rồi cái công thức thứ hai lấy rất dễ. Vô được điện rồi thì nó chế điện này điện kia rất dễ, nó nhanh lắm. Nó gọi là nền văn minh không gian. Bây giờ ở đây người ta chết hết rồi thì những cái bác sĩ, kỹ sư, rồi điện rước gì nữa thì nó không trả gì không gian hết chứ đâu. Rồi nhưng mà nó phải mấy ngàn năm nó mới trở lại được. Nó rắc rối vậy chứ không phải nhỏ đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi.